Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi thứ bảy của anh Bùi Đình Biên. Xin hỏi tại sao thiền tông lại không được tập trung đông người? Nếu không tập trung đông người thì làm sao chia sẻ hay chỉ bảo để mà học ạ? À? Tôi là thiền gia Mỹ Bình, thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ bảy. Vì Thiền Tông không dạy con người phải tu nên không cần tập trung đông người muốn chia sẻ hay chỉ bảo nhau thì chỉ cần đưa sách cho người nào thích xem hoặc là chia sẻ trên mạng. Nhưng phải lưu ý là không khuyến khích người khác hành theo pháp môn thiền tông, người nào thích tìm hiểu thì mình mới giúp. Xin mời